giới thiệu cho mọi người mẫu Minh Đế hay Minh Thúng hồi xưa, và mọi người thấy là cái gũ này là Mộc đang làm qua là gũ gót đoạn em phi. Và một bộ như thế này thì nếu mà để làm bên tận xưởng Mộc thì nếu mà làm một bộ sơn xịt hoàn thiện như thế này thì là 25.900.000 cho một bộ, xài 6-70 năm vô tư nha. Và cái kiểu dáng thì mọi người thấy rất là đẹp, nhìn đơn giản và sang đấy. Các đôn này, đôn bàn này, ghế này, bo ngồi kiểu rất là đẹp. Cái chân ghế này, đấy, chân ghế làm đẹp không đấy, cái này gọi là chân móng cọp đó, rất là đẹp, nhìn rất là than luôn. Mọi người nếu mà mọi người muốn mua cái hàng mà xài 6-70 năm nhưng mà giá nó mềm ấy, như 25.900.000 ấy, thì mọi người nên để ý về phần chất liệu sản xuất là chất liệu gỗ và cái kỹ thuật đóng. Chẳng hạn như bên Mộc thì kỹ thuật đóng và chất liệu sơn thì rất là tốt rồi, thì mọi người chỉ coi về chất liệu gỗ thôi. Chẳng hạn như bộ này mà gỗ có đỏ, thay vì những cái bộ to Mộc lại mà 10-20 triệu, 200-300 triệu thì mình làm to, mình làm tốn gỗ thôi thì nó mắc tiền. Còn nếu mà mọi người xài mà muốn gọi là giá mà gỗ vẫn là gỗ quý mà giá nó hợp lý, giá mềm, thì mọi người có thể coi các bộ mẫu theo kiểu như thế này, chỉ có 25.900.000 cho một bộ mà xài 6-70 năm vô tư đấy, kiểu dáng rất là đẹp luôn. Thấy không? Thì mình làm nhỏ than, thì mình làm kê vô trong các nhà gọi là đơn giản thì mình làm kiểu như thế này là rất là đẹp rồi, phải không? Ok, kê ngồi bộ ghế nhìn thấy đẹp không? Có 25.900.000 bộ là gỗ gõ đỏ nem phi, xài 6-70 năm luôn đấy, thì mọi người có thể coi và tham khảo thử mẫu này nha. Rồi, chào mọi người.